Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Kỹ năng sống của công ty Du học Tân Đại Dương. Hôm nay công ty Du học Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chương trình, một cái chủ đề mới của cái việc mà đào tạo kỹ năng sống, đó là làm thế nào để bạn có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Có ba từ rất là đơn giản mà nếu bạn không thường xuyên sử dụng nó thì nó sẽ gây tác hại cho cuộc đời của bạn nhiều hơn so với tác hại của tất cả kẻ thù khác gộp lại. Đó là câu đầu tiên: tôi không thể. Bạn có sử dụng nó thường xuyên hay không? Khi bạn còn nhỏ, bạn có được dạy rằng khi bạn gào lên rằng tôi không thể thì bạn có thể là tránh được những việc mà mình không thích, chẳng hạn như là cái việc mà uống thuốc ho mà làm, hay là làm công việc nhà chẳng hạn. Và khi bạn gào lên rằng tôi không thể thì bạn có tránh được bất kỳ một bất hạnh nào hay không, hay là bạn chỉ nhận được thêm nhiều điều bất hạnh hơn nữa. Và trong cuốn sách nổi tiếng, trong cái cuốn mà Hãy tin rằng thế của Rick DeVos giới thiệu với chúng ta một bài học kinh điển nhất mà Tân Đại Dương cũng đã trình bày, đó là những giới hạn duy nhất mà bạn phải đối mặt chính là những giới hạn mà bạn đã tự tạo ra cho chính mình. Và bạn hãy tự giải thoát mình tránh ra khỏi những cái mắc xích là tôi không thể, và bạn phải vươn đến được cái tầm cao mà bạn muốn. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì nếu mà bạn tin tưởng điều đó là mình có thể làm được. Dễ dàng chứ? Dĩ nhiên là có thể là không thể rồi. Không gì đáng giá trong cuộc đời này lại là một việc dễ dàng cả. Và bạn có thể chế ngự được nó hay không? Vâng, nhưng bạn chẳng bao giờ biết được trừ khi là bạn cố gắng và liên tục cố gắng. Những người có mục tiêu thấp thường thì chỉ có thể chạm được với những gì họ nhắm đến mà thôi. Họ chẳng nhắm gì cả và họ chẳng đi đến được những đâu hết. Và chúng ta không thể nhất thiết phải sống có một cuộc đời như thế. Và Tân Đại Dương tin rằng trong số những cái sức mạnh to lớn nhất trên thế giới này thì chính là nghị lực sống của một con người luôn tin tưởng vào chính bản thân của mình. Và anh ta đã dám nhắm lên cao, dám tự tin theo đuổi những thứ mà anh ta muốn có trong đời. Tôi có thể, đó là câu nói mạnh mẽ nhất mà Tân Đại Dương khuyên bạn nên hãy là nói thường xuyên trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cũng như hãy luôn luôn nghĩ rằng tôi có thể. Con số mà những người vận dụng cái câu này và thành công thì luôn nhiều đến mức là bạn có thể ngạc nhiên. Và đối với đại đa số mọi người thì đây là một câu nói ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ. Và nó rất là hiệu quả. Họ có thể thực hiện được những gì họ nghĩ rằng mình có thể thực hiện. Và để có thể thực hiện được bất kỳ việc gì, trước hết thì bạn cần phải tin rằng bạn có thể. Và hy vọng với những cái chia sẻ trên thì các bạn cũng đã hiểu được một phần nào cách làm sao để bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực, và cách làm sao mà bạn lúc nào cũng có thể suy nghĩ được rằng tôi có thể. Và với những chương trình kỹ năng sống tiếp theo thì Tân Đại Dương sẽ đưa các bạn đến những cái chủ đề khác hấp dẫn hơn, và mong các bạn sẽ đón xem nhé. Xin chào các bạn.